Chào cô bác, anh chị và các bạn nha. Đây thì mình với thằng em này được xuống phố giải ngố. Và hôm nay mình đi vào khu Him Lam, chỗ Điện Biên này. Mình sẽ đi đi vào cái nhà sàn gỗ lim to nhất này nào. Xem bên trong nó có cái gì. Giờ mình đi ra hỏi xem người ta có cho quay phim không cái đã. Đi vào rồi nha. Trong này có cho quay phim không chị? Trong này có cho quay không chị? Quay đủ cái thứ, chụp ảnh đi phim. Vâng vâng. Thế cho em hai vé. Một vé thôi ạ. 20.000. Anh là người Thái. Người Thái với người Thái thương nhau. Rồi em vào. Đây à. Chưa. Nhìn em thấy cái ngôi nhà sàn nó to chưa. Đó. Tí nữa mình sẽ đi lên xung quanh một vòng cho anh em cùng xem. Đây này. Ê. Rất to luôn. Chẳng. Lùi ra sau một tí. Đó, anh em thấy không? Nó hơi vướng mấy cái này một tí. Đây này, đó. Đây là toàn là gỗ lim, nghe nói là như thế. Đây này. Xung quanh khuôn viên. Giờ là đi lên nhà xem nào. Để xem cái tượng này. Đi mới lên nhà xem. Bây giờ ở dưới chân cầu thang có một con cóc đang ngậm cái gì không biết. Đó. Giờ đi lên thôi. Cầu thang rất là to luôn này. Úi giời, tuyệt vời. Đi lên thôi. Ây da. Đây hình như đang sắp có tiệc gì sao. Mình đã mất tiền vào rồi nhưng mà mình phải xem. Tiệc gì cũng kệ. Đây ngoài này có một cái bàn này. Rất là ghê gớm luôn. Úi xô. Được đấy. Chúng mày cứ ngồi như ở nhà mình đi. Đây này, đây trong này hình như đang sắp có tiệc gì đấy. Nhưng mà người ta vẫn bán vé cho mình đi vào.
nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam, trước là hình như bảo là lớn nhất Đông Nam Á, nhưng mà chắc xuống rồi. Đang nấu cố đấy. Dưới này cũng có một đôi lục bình nữa sao? Kìa, lục bình kìa. Đẹp phết. Ta để xem cái sập này. Xuống dưới này xem cái bộ sập của nó này. Rất là ghê gớm. Gầm sàn này. Đây là gỗ cẩm lai. Ôi dồi ôi. Tỏ thế, không biết cái này nó có ghép vào không. Mình cũng không rõ. Không biết có ghép vào không. Đây này, nó để nguyên cái này luôn. Đó, nhầm phải không? Để nguyên cả tảng luôn, không không bóc bóc ra. Mình nghĩ chắc chắn đây là gỗ bán to thế này đấy nhầm. Hay là nó làm giả vào mình cũng chả biết. Rất là to luôn. Chú mày nằm lên rồi. Đấy, ui dồi. Cao bằng thằng này luôn. Ghê thật. Như cái này là to nhất sao? Cái này, mấy cái này cũng có này. Đó. Cái này là gỗ gì? Đây, góc này cũng có một cái to nữa này anh em này. To vật vã luôn. Đó. Trượt này cũng to. Cái này phải gần 2 mét. Đây, bên này có một cái tượng gì không biết. Tượng sơn đồ gì đấy. Cái này giá 100 triệu. Đùa chứ. 100 triệu mà nó mục thế này hết rồi à? Bán lại cho mình 50 triệu, 50 nghìn mình cũng chả dám mua. Rồi bây giờ đi tham quan chỗ khác này. Đi xung quanh Kim Lam thì sọt này mình cũng chả biết gì mấy đâu. Đây có một cái tượng gỗ ghê phết. Này tạc tượng chắc cũng không khó khăn gì đâu. Nhìn cũng đơn giản thôi. Nhưng mà hầm hố. Ra xem bên này nữa nè. Hay à, đây là tượng gì ấy. Được 516 năm rồi. Ghê phết. Đây là mấy ông gì, thần gì ấy, mình cũng chả rõ đâu. Đó. Thần gì ấy, không biết. Nhà này có rất nhiều cổng nha anh em nha. Đây một cổng này. Cổng phụ, chỗ kia một cổng nữa. Đằng sau kia mình không biết còn cổng không. Cái này là cổng chính này. Rồi chắc là mình sẽ ra cổng chính thôi. Thôi đi ra thôi. Xem thế thôi. Người ta còn làm tiệc nữa không? Cái gì? Còn cúng nữa à? Đây ở gốc này họ có nuôi mấy cái con thú gì ấy. Con này là con kỳ đà đây này. Kỳ đà đó anh em. Con này khu vực bếp chắc là người ta để nấu ăn thôi. Để giết mổ thôi. Đó, nằm gọn ở trong, nhìn rất là đáng thương. À, bên kia có mấy con cá này. Khu này chắc là người ta để ấy rồi. Để nấu ăn rồi. Đó, có cá ở trong này. Có cá chép các kiểu đây này. Đó. Đây là cá gì, cá quả hay là cá lóc gì đấy, mình cũng chả biết đâu. Hơi ổn đấy, tôi đi ra rồi, đi về rồi. Rồi đi ra rồi nhá. À, bây giờ mình sẽ nói chung là em sẽ kết thúc video ở đây đi. Mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Để tí nữa có cái gì mình sẽ chia sẻ sau nữa, clip khác nhá. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhá. Hôm nay được đi chơi vui vui một tí rồi đấy. Đi xuống mày đi trước đi. Chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình.
xem một lần nữa này. Cùng đây, đó, ngôi nhà. Ngôi nhà nhìn rất là to. Mấy anh bên này ăn rồi. Đó. Đây, qua bên này cho anh em xem một cái khúc gỗ nữa này. Khúc gỗ này cũng đảm bảo là to, vật vã luôn. Ta đây xem luôn. Cái này bán kính của nó chắc là tầm hơn 1 mét. Mét máy đấy. To phết. Đây này, không biết người ta vận chuyển từ đâu về. Cũng chả rõ luôn. Đây này. Đó. Mình xin phép là dẫm lên cái cây cỏ người ta để quay cho anh em xem. Chúng mày ra đây đứng xem nào. Có cao bằng cái này không? Cái này chắc chắn là cao ngang đầu rồi. Cao ngang đầu thằng em này rồi. Bố to phết, bây giờ đi xem à. Bảo kết thúc video rồi nhưng mà vẫn nhớ ra những cái hay hay để quay cho anh em ấy. Cái này khúc này to lắm. Cái này mà đút đầy vàng ở trong này thì thôi rồi nhỉ. Mình sẽ quay tiếp thôi. Để chia sẻ cho những anh em nào chưa bao giờ đến Điện Biên và chưa bao giờ đi xem khu Hiếm Lam và chưa bao giờ có dịp lên đây để xem những cái bộ gỗ nhà sàn, mới lại bộ sập, mới lại bộ bàn ghế. Nói chung là ở đây thì hầu như là gầm sàn nào người ta cũng có gỗ các kiểu, đầy gầm sàn luôn. Đây ra bên này toàn gầm sàn, à toàn nhà sàn. Nhưng mà mình nghĩ là hình như là nhà sàn nó đa số là nhà sàn người ta làm bằng xi măng thôi. Còn nhà bằng gỗ thì chắc chỉ có mấy cái như thế này nhà này. Người ta toàn làm xi măng hết. Mình cũng chả rõ đâu. Này toàn là gỗ cẩm lai gì đấy, đây. Nhiều lắm, sập đây. Cực kỳ toàn là sập luôn. Toàn là sập to. Bán kính của nó phải rất là to. Mình không biết là người ta có ghép không. Người ta có ghép vào không. Đây là cái gỗ nó khác như vậy. Đây này, người ta còn để nguyên cả cái vân vân, người ta còn không thèm bào đi này. Ta để nguyên như thế này, này. Đó. Đúng chất gỗ. Mình cũng chả biết đây là gỗ thật hay là gỗ người ta ép vào. Đấy, nhìn rất là to luôn. Cái này như là 2 mét, hơn 2 mét. Hơn 2 mét đấy nhỉ. Đó, nghe mấy không? Rất là to luôn. Đây là khuôn viên này. Đó. Anh em nó có tiền thì ra đây mua một cái ngôi nhà sàn để mà sinh sống ở đây cho nó sảng khoái. Lúc nào cũng có khuôn viên đẹp, xanh mát như thế này. Còn cái nhà này thì rất là tuyệt vời vì đằng trước này có một cái ao sen này. Cái ao sen thả cá đủ thứ đấy. Có mấy con cá. Ngoài kia có mấy con cá. Rồi còn bây giờ thì đi tiếp xem. Ở đây hình như là có nhà chứa rượu ấy. Người ta chứa nhiều rượu ở đây. Để phục vụ cho những cái ngày lễ hay là đám cưới gì người ta làm ở trong này ấy. Ngày trước mình cũng học ở đây. Thì cho nên là mình cũng vào đây chơi. Nhưng mà cái trước kia là không mất phí, không có mất vé đâu anh em ạ. Chỉ đi vào không thôi. Thì trước mình sở sinh viên. Nên là không có tiền mua sim mạng các kiểu đi vào mạng đâu. Toàn đi vào đây bắt wifi chùa thôi. Ngồi trong sập đây này, sập ở dưới này này. Ngồi dưới gầm sàn mát lắm. Mà trước kia cũng thỉnh thoảng mình cũng ra đây. Ví dụ mình xuống đây thì mình hay ra đây ngủ trưa này anh em này. Rất là tuyệt vời luôn. Đây cũng là địa điểm để mình đi ngủ trưa. Không bị mất tiền thuê nhà nghỉ các kiểu đâu. Đó anh em thấy không? Rất tuyệt vời này. Đây. Ngoài này thì có một cái hồ này để người ta để câu cá các kiểu luôn. Đi xem cái nhà chỗ mà người ta đựng rượu xem. Người ta để hàng chum luôn. Đựng rượu hàng chum. Cái nhà là mấy cái nhà này mình nghĩ là cái nhà người ta làm bằng xi măng thôi. Tại đây anh em thấy cột không? Cột bé tí. Đây này, nhà người ta đựng rượu đây này. Đó, hàng chum to này mà. Nhà thấy ghê không? Rượu này không có nhiều cho hết.
bảo quản nơi thoáng mát như thế này. Dưới này cũng có mấy cái bộ linh tinh ở đây. Đó. Có mấy chị đang cười mình, đang nói chuyện. Rồi bây giờ thì xuống xem người ta câu cá nào. Đây có một khu để giải trí câu cá cho những các câu thủ. Mình thì mình không biết câu cá đâu. Ra đây xem thôi. Này, câu cá rô phi, câu cá chấm, cá chép các kiểu luôn. Đủ thứ luôn. Không biết anh này có câu được. Mình không phải dân chuyên nghiệp, không dám hỏi đâu. Đây này, có câu máy các kiểu luôn. Cái hồ này còn có cả đạp vịt nữa này anh em này. Ngoài kia có đạp vịt. Mỗi lượt là mười mấy nghìn đấy. Mình cũng chưa vào bao giờ đâu. Rất là sạch sẽ nhưng mà người ta hình như người ta không quét sao. Cái chỗ này toàn là lã. Đó. Rồi như cái chỗ này hình như là người ta cũng đặt câu hết rồi. Chỗ nào cũng có câu này. Cần câu đây hết. Cần câu đây hết. Hôm nay là chủ nhật nhá. Chủ nhật cho nên là người ta câu nhiều ở đây. À hình như là người ta đang mở thêm bên kia nữa kìa. Đúng không? Người ta làm đường bên kia. Đây, chụp mấy cái dừa bên kia. Cái kia hình như sẽ là đảo gì đấy. Chụp mấy cái dừa bên kia hết rồi. Chắc là người ta sẽ làm vòng quanh. Đường đi vòng quanh như này. Người ta đang nâng cấp lên. Cái khu resort này nó chỉ được 3 sao thôi nhỉ. Đây này, đây có nuôi lùng bè cá đây này. Cá lùng bè ở đây có cá to đấy. Toàn cá chậm to rồi. Chúng mày lên xong rồi nhặt nhặt mấy cái. Mấy cái đá, mấy cái đất ở đây xong ném xuống xem cá. Có phết đấy. Đi đi lên trên này cơ mà, đi lên trên cầu cơ mà. Đi. Đi lên trên cầu đi này. Đây không mấy cái cày này nhìn hầm hố mày, sợ phết. Cái này ở trong rừng người ta bảo có ma đấy. Đi, đi bên này. Người ta bảo trong rừng này có ma đấy, cày thế này. Sợ phết. Đây này nó còn hình cái chậu luôn. Đó. Chắc là người trước người ta để chậu vào. Để đi qua cái cọc. Xong rồi cái biển này to vật vã luôn anh em ơi. Cái biển ngoài này. Chúng mày phải ném xuống này. Đi ra giữa cọc. Ném xuống. Rồi đây chúng mày ném xuống đi. Ném xuống ở đây cá chấm mới về. Một từng cái một thôi. Đừng có ném nhiều quá. Đấy, đây chừa, đây chừa, đây chừa, đây chừa, nó dài rồi đấy, đấy. Nhìn thấy không? Đó. Con này to lắm. Cái này phải gần 10 cân đấy nhỉ. Chừa. Ném ra xa một tí thì nhìn nó thoang thoang nào. Hết chừa, hết đá chừa. Hết rồi. Chạy đây tiếp. Đấy, nhìn từ trên cầu xuống thì đây. Bạt ngàn đây, hàng dừa luôn. Đó. Đây chỉ là một phần cái hồ thôi. Hồ nó ngập vào đây. Thì người ta bắt đầu ngăn ở đây này. Đấy, người ta ngăn ở đây. Ngăn ở đây không cho cá ra bên ngoài. Thế thôi. Thì người ta đây là người ta nuôi riêng biệt ở đây luôn. Ném xuống để xem cá nào. Từng cái một thôi, ném nhiều thế. Mấy con to không ra. À đây rồi, to đây rồi, thấy chưa? Thấy con to chưa? Nhìn xa xa này, nhìn trong điện trong máy hay là trong vi tính thì nó hơi bé một tí. Nhưng mà nhìn thực tế nó rất là to luôn nha. Con này là tầm ít nhất là tầm 8 cân, 7 cân gì đấy. Nhỉ. Ít nhất là 5 cân đi. Thôi bây giờ đi xem cái khác nào. Cho các em xem cái khác. Ở đây có mấy cái nhà xây to nhưng mà cũng chả to mấy đâu. Đi đây chú mày ơi. Đây toàn là lục vừng này. Mấy cái này mấy năm nữa chắc cũng chết rồi. Nhìn vàng lá hết rồi. Chuẩn bị ra hoa này. Khu này có cái chỗ này có cái cột to này, chưa người ta làm cái biển biển khu du lịch của người ta ấy. Đây này người ta rất là thu hút rất là nhiều người ra để chụp ảnh này, chụp ảnh. Còn mình thì đi ra để quay thôi, quay cho anh em xem thôi. Đó có một cái biển rất là to luôn, nghe thấy không, to kinh dị luôn. Đó còn ở đây thì có một cái nơi nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh gì đấy,
trong này người ta có cho thắp hương các kiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh đây. Đó. Mình sẽ chỉ quay sơ qua cho anh em xem thôi. Còn những cái khu bên trong này thì có một cái nhà cà phê ở trong này. Đây này. Trong này có một cái nhà cà phê ở đây. Ta bán cà phê ở đây. Đó. Trong kia. Cái này ngoài này là những cái chỗ để người ta nghỉ ngơi, nhà nghỉ ấy. Từng nhà một xung quanh đây. Đây có ghế đá ngồi đây mát lắm. Thôi ngồi đây một tí. Úi giời ơi, ngồi đây một tí nha anh em ơi. Tí nữa tiếp tục đi chơi. Hôm nay sẽ đi chơi một hai chỗ gì đấy. Đi vào A1, A-miếc các kiểu chơi đàng hoàng nha. Tí đi ăn cơm, chưa ăn cơm này. Thôi bây giờ mình chắc chắn là sẽ kết thúc ở đây thôi video này. Sẽ hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nhé. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị mới nhất của mình sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào anh em.